Cá coi những thông tin cần biết về cá coi. Cá coi được mệnh danh là quốc ngư của Nhật Bản với nhiều màu sắc rực rỡ, thu hút ánh nhìn. Thú vui nuôi cá coi làm cảnh và phong thủy không chỉ phổ biến ở Nhật mà lan tỏa ở hầu hết các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là loài cá không chỉ có màu sắc bắt mắt mà còn nổi tiếng với giá thành cao. Để hiểu rõ hơn về cá coi giúp việc nuôi dưỡng và chăm sóc dễ dàng và thuận lợi hơn. Đặc điểm chung của cá coi Nguồn gốc Cá coi hay còn được gọi là cá chép nhật thuộc họ cá chép và có quan hệ họ hàng gần với cá chép vàng. Nguồn gốc ban đầu của cá coi là từ Trung Hoa. Nhưng nhờ sự lai tạo và phát triển của Nhật vào thế kỷ 20 nên cá mới có nhiều màu sắc rực rỡ như ngày nay. Năm 1914, để tôn vinh vị hoàng tử Hirohito, Nhật Bản đã tổ chức triển lãm cá chép coi đầu tiên tại Tokyo và đảo Niigata. Từ đây cá coi được biết đến rộng rãi. Với người Nhật, cá coi được xem là biểu tượng của may mắn, tình yêu, sự thành công, thịnh vượng với cả trăm loài khác nhau. Phân loại, hiện nay có 24 loại giống cá coi được ghi nhận. Mỗi loại đều có màu sắc, đặc điểm nhận dạng khác nhau. Nếu được chăm sóc kỹ lưỡng, cá coi có tuổi thọ trung bình từ 25 đến 35 năm. Tuy nhiên có vài trường hợp cá coi có tuổi thọ hơn 200 năm. Theo ghi nhận con cá coi già nhất có tên là Hanako sinh năm 1791 và qua đời năm 1977, thọ 226 tuổi. Phần lớn cá coi hiện nay có thể dài tới 1 mét. Nếu cá coi được nuôi ở ao thì đến năm thứ 8 có thể chiều dài tối đa đến 1 mét. Nếu được sống trong môi trường thuận lợi, cá coi có thể tăng trưởng từ 50-150mm mỗi năm. Người ta dựa vào hình dáng để phân biệt cá trồng và cá mái. Cá trống thường có thân mình thon dài, hai vây ngực và nắp mang có nhiều nốt sần màu trắng. Trong khi cá mái có thân hình to trò và phần bụng nở nang hơn. Thức ăn của cá coi, lúc mới nở, vì cơ thể còn yếu nên chúng tự nuôi dưỡng cơ thể bằng cách ăn noãn hoàng những ngày sau đó cá coi nhỏ bắt đầu có thể ăn các thức ăn bổ sung như bo bo các sinh vật phù du lòng đỏ trứng chín hay có thể ăn bột đậu nành pha loãng trong nước sau khi cá cứng cáp coi chuyển sang ăn các loại động vật tầng đáy như run loang quang khi một tháng tuổi lúc này cá bắt đầu lớn hơn chút và chúng có thể ăn các loại động vật nhỏ như run ốc hoặc ấu trùng sinh sống ở hồ khi cá trưởng thành chúng còn có thể ăn thực phẩm như cám bã đậu phân xanh thóc lép thức ăn dạng viên đã chế biến sẵn cá coi là loài ăn tạp ai cho gì thì chúng ăn nhưng không nên cho cá ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến hình dáng và màu sắc của cá sau này bạn có thể tập cho cá ăn trên tay mình bạn giữ thức ăn trên tay rồi thả tay xuống bề mặt nước cá sẽ ăn ngay trên tay bạn nhưng bạn phải tập vài ngày hoặc vài tuần thì lũ cá mới quen. Tập tính sinh sản của cá coi. Cá coi thường đẻ vào ban đêm và buổi sáng sớm. Cá từ 2 đến 3 năm tuổi có thể đẻ được từ 150 đến 200.000 trứng tùy vào môi trường và điều kiện sống như độ rộng và sạch của bể mà số lượng cũng như chất lượng trứng đẻ ra cũng tăng lên hoặc giảm đi. Trứng cá coi là trứng dính nên khi đẻ trứng thường dính lên các da thể trong điều kiện nhân tạo, người ta thường sử dụng lục bình hoặc vải lưới để tạo giá thể cho trứng bám. Cá là động vật thụ tinh ngoài nên sau khi cá cái đẻ xong cá đực sẽ bơi theo sau để thụ tinh lên trứng. Sau khoảng 40 đến 50 giờ thì trứng nở thành cá bột. Do thời gian nở của trứng khá lâu nên cũng cần đảm bảo giá thể và nước trong bể sạch và nhiệt độ được giữ ở mức ổn định. Các loại cá coi được nhiều người ưa chuộng. Cá coi Kohaku kohaku hiện nay là một trong những giống cá coi phổ biến được nhiều người ưa chuộng loại cá này có màu trắng và những khoang màu đỏ trên hầu hết những con kohaku đều xuất hiện vùng hoa văn ở phần đầu có thể là kiểu hoa văn truyền thống với những khoang lớn hình chữ u theo đánh giá chung của người chơi cá những con cá có khoang đỏ càng lớn trên thân thì càng được yêu thích